Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Martini. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chuyên mục review với con xe đó là Gallardo Lamborghini. Thì mình sẽ đến ngay phần chỉ số con xe này. Đầu tiên là tốc độ 340, tốc độ gọi là khá là cao với class C. ACC 76 cũng là một chỉ số tạm ổn, mình nghĩ là tạm ổn. Handling 75 là một chỉ số khá là cao đối với handling. Nitro 59, một chỉ số mình nghĩ đó là vừa vặn, nó là vừa đủ. Và range của con xe là 3997, mức range cao nhất của class C. Thì mình sẽ vào ngay trận đấu, hiện tại đang ở range vàng, thì tức là mình sẽ gặp được những đối thủ xe B nữa, không biết là mình có ăn lại không. Đây, như mình gặp 4 chiếc xe B luôn. Và map Scotland để xem chiếc Gallardo thể hiện như thế nào. Đầu tiên là phần mở đầu, chúng ta khả năng tăng tốc của chiếc xe này không vượt được những đối thủ xung quanh. Ở đây có Air Speed. Mình và một chiếc Corvette này đang khá là cân kèo. Tuy nhiên thì mình đang vượt ở trên rồi. Tốc độ 340. Đây là một map Scotland có bay nhảy khá là nhiều, cho nên là chúng ta liên tục nhận được airspeed. Những đối thủ, những con Corvette kia đang bám đuổi rất là gắt gao. Tuy nhiên thì đối thủ gần nhất của mình cũng đã bị lỗi và lật xe rồi. Và đây là một chiếc xe khá là mạnh, khá là tốt. Nitro chỉ số 59 nhưng mình thấy khá là trâu. Tăng tốc thì tạm ổn, còn khả năng cua thì mượt, đúng như chỉ số 75. Nói chung đây con xe đua khá là phê, rất là dễ đua. Nitro của nó 59 nhưng mình cảm giác nó cứ phải tầm 70 ấy, dùng khá là trâu. Không bị quá trâu nhưng mà nó cũng không hề hết nhanh. Ở đây thì mình cũng gặp một phòng mà có full xe B, thì để xem chúng ta có đấu lại không. Ở đây mình thấy xuất hiện cả những chiếc Huracan Evo, con xe rất bá của Lamborghini. Khả năng bo cua khá là mượt. Tuy nhiên thì đối thủ vừa đẩy mình vào chiếc xe và bị giảm tốc độ khá là nhiều. Hiện tại thì mình đã bị bỏ lại phía sau rồi. Tốc độ 340 thì so với những con class B thì nó là tép diêu thôi. Nhưng mà ở class C nó là một chỉ số tốc độ khá là cao. Mình nhớ không nhầm là chỉ thua có con 33 thôi. Thì ở ván đấu này chúng ta bị giảm tốc độ ở đoạn trước, cho nên bị bỏ lại khá là xa những người dẫn đầu. Và trận đấu này mình chỉ về được thứ 5. Nhìn chung thì con xe này là kinh xe, nhưng mà vẫn thực sự là không thể đuổi tới những con mạnh nhất của con B được, bởi vì nó rõ ràng là xe C. Nhưng mà đối với class C, đây là một con xe cực kỳ mạnh và cực kỳ dễ đua, nitro nhiều, cua mượt. Hai thứ đó đã đủ để các bạn điều khiển chiếc xe mình theo ý muốn rồi. Phần còn lại là tăng tốc thì tạm ổn, không quá mạnh nhưng mà ở mức tạm ổn. Một con xe này mạnh nốt cả tăng tốc thì quá bá, bởi vì nó bá tất cả các chỉ số. Nhìn chung là đây là một chiếc xe rất là tốt. Và chúng ta lại gặp map vừa nãy, vẫn gặp những đối thủ đi xe B. Map này thì cũng có nhiều đoạn airspeed cho đối thủ tốc cao hơn, vượt lên rất nhanh. Chúng ta bị bỏ lại tít hạng 5. Tuy nhiên thì mình review ở rank vàng này, cho nên là cũng khá là khó để ăn được những chiếc xe B tốc cao như thế này. Mà các bạn vẫn có thể thấy được độ mượt của con xe này khi mà sử dụng. Nhìn chung thì những con xe Lamborghini ở trong game này đều đua rất là sướng.
trừ con Centenario ra. Bạn thấy Nicho con này khá là trâu, mình thấy khá là trâu. Không mức quá trâu nhưng mà khá là ổn. Vâng, mình được về hạng 3 trận đấu này. Như vậy là mình đã kết thúc 3 trận đấu và mình sẽ để lại đánh giá của chiếc xe này ở cuối.